gió đưa cảnh trúc la đà, tiếng chuông chấn vũ canh gà thọ sương, mịt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp chày yên thái mặt gương Tây Hồ. Chị làm bí ẩn về Hồ Tây đi, chị kính lúc làm về 7 bí ẩn Hồ Tây đi chị. Và những câu thơ vừa rồi cũng như là với rất nhiều những yêu cầu của các bạn khán giả, thì trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá ngay Hồ Tây, một trong những địa điểm linh thiêng nhất tại thủ đô Hà Nội. Cùng với đó là vô vàn những bí ẩn ly kỳ thú vị mà dù có là anh em 29-30 chưa chắc đã biết hết. Vậy thì còn chần chờ gì mà không cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá 7 bí ẩn ly kỳ và thú vị về Hồ Tây mà 99% mọi người chưa biết. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu Hồ Tây và Hồ Gươm có phải là một hay không? Này này, mấy bạn học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử đâu hết cả rồi. Vào nhanh trả lời giúp mình câu này với. Chứ thú thật là đến bây giờ mà ai còn trả lời là một. Thì nên xem lại kiến thức lịch sử địa lý thủ đô ngay nhá. Chỉ còn đáp án chính xác là hai hồ này hoàn toàn riêng biệt và ở hai quận khác nhau. Theo đó thì Hồ Tây, Hà Nội thuộc quận Tây Hồ, còn Hồ Gươm thì thuộc quận Hoàn Kiếm. Xưa kia, Hồ Tây vốn là dòng sông cũ của sông Hồng, do phù sa bồi đắp, đẩy dòng chảy xuyên dần về phía đông và tạo thành Hồ Tây. Đây đồng thời cũng là hồ nước tự nhiên có diện tích lớn nhất nội thành thủ đô với hơn 500 hectare và tổng chu vi khoảng 14,8 km. Còn nhớ cách đây 1.000 năm về trước, cũng chính tại nơi đây, trong một lần vua Lý Thái Tổ, tức Lý Công Uẩn, dạo chơi ngắm cảnh quanh Hồ Tây thì đã nhìn thấy rồng cuộn sóng bay vút lên bầu trời cao. Lập tức, ngài đã nghĩ ra cái tên Thăng Long đặt cho kinh đô, đồng thời làm bản Thiên Đô Chiếu Bất Hủ để quyết định rời kinh đô từ Hoa Lư, Ninh Bình ra thành Đại La, Hà Nội, nơi có thế đất Long Trầu, Hổ Phục, sông Tụ, núi Trầu cực đẹp và cực nét. Ngoài ra thì nơi đây còn nổi bật với hàng tá những cái tên ly kỳ như Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Hồ Lãng Bạc, tức là hồ đầy sóng vỗ, và Hồ Dâm Đàm, tức là đầm tràn đầy nước. Và tất nhiên, qua mỗi cái tên thì lại ẩn chứa một câu chuyện vô cùng ly kỳ và hấp dẫn, thể hiện chiều sâu văn hóa và bề dày của 4.000 năm lịch sử nước Đại Nam ta đấy. Thứ hai, truyền thuyết ly kỳ Hồ Tây qua những cái tên. Phải nói rằng hiếm có nơi nào quy tụ nhiều truyền thuyết và thần thoại như ở Hồ Tây, mà mỗi truyền thuyết, mỗi thần thoại thì lại gắn liền với những địa danh trên hồ. Trong đó thì có lẽ Đầm Xác Cáo chính là cái tên gọi xưa nhất của Hồ Tây, gắn liền với sự tích con hồ ly chín đuôi, tương truyền trong Lĩnh Nam Trích Quái. Xưa kia, ở vùng phía tây kinh thành có hòn núi đá bên sông, dưới núi có hang động, đó là nơi trú ngụ của con cáo chín đuôi, sống hơn ngàn năm đã thành tinh, nó tắc oai tắc quái, gây ra bao nhiêu tác hại cho dân lành, bắt con gái, đàn bà đưa về hang hãm hiếp ăn thịt, hút linh khí của người để mà gia tăng công lực. Khi hóa thành quỷ thì chuyên đi trêu ghẹo người, khiến cho không ít người phải bỏ xứ mà ra đi. Lạc Long Quân biết chuyện, bèn tìm đến trừ họa cho dân. Cuộc chiến đã diễn ra gay gò quyết liệt 6 ngày 6 đêm. Và cuối cùng, Hồ Tinh dù lắm tài biến hóa, song vẫn bại trận trong tay Long Quân. Sau đó thì Lạc Long Quân đã dâng nước sông Cái tràn vào, phá tan xào huyệt của con quái vật này. Nước xoáy mạnh vào hang suốt mấy ngày mấy đêm, tạo thành chiếc đầm lớn gọi là Đầm Xác Cáo. Thêm một cái tên khác của Hồ Tây cũng ly kỳ không kém, đó chính là Hồ Kim Ngưu, gắn liền với truyền thuyết con trâu vàng. Tương truyền năm xưa, có thiền sư Nguyễn Minh Không có tài y thuật hơn người nên được phong làm Lý Triều Quốc Sư, đại diện nước Nam sang chữa bệnh cho hoàng tử phương Bắc. Chữa khỏi bệnh, vua phương Bắc hỏi muốn thưởng gì? Minh Không chỉ xin một túi đồng đen đem về nước Nam, một phần đúc thành một cái tháp cao 9 tầng gọi là Tháp Báo Thiên, một lại đúc thành tượng Phật, rồi còn lại bao nhiêu đồng. Ông cho đúc một quả chuông lớn, chuông đánh thử, tiếng vang xa bốn cõi, dội sang tận phương Bắc. Con trâu vàng bên đó tưởng mẹ gọi mình, liền hùng hục chạy sang tìm. Đường trâu chạy lún thành sông, đó chính là sông Kim Ngưu. Trâu chạy đến vùng phía tây kinh thành thì chuông tắt, nó lồng lộn dày xéo làm đất sụt xuống thành chiếc hồ lớn gọi là Hồ Kim Ngưu, tức là Hồ Tây ngày nay. Bên cạnh đó thì Hồ Tây còn gắn liền với rất nhiều những cái tên ý nghĩa khác như là Loài Hồ, Diêm Hồ, Liêm Đàm. Và đến năm 1573, để tránh tên húy của vua Lê Thế Tông là Duy Đàm, kiêng húy cấm không được gọi là Hồ Dâm Đàm, nên người ta đã đổi thành Tây Hồ. Vậy đấy, trải qua hàng ngàn năm lịch sử với rất nhiều những tên gọi khác nhau, nhưng phổ biến và gần gũi nhất thì vẫn là cái tên Hồ Tây, cùng với đó là những bí ẩn mà ngàn đời nay chưa có ai có thể lý giải được. Thứ ba, Hồ Tây từng là nghĩa địa. Chà chà, nếu ai lần đầu nghe thấy thì đều cho rằng đây là một giả thuyết quá phi lý, thậm chí là báng bổ chốn tâm linh Hà Thành. Nhưng theo các sử gia thì thông tin này hoàn toàn không phải là không có căn cứ.
Chuyện là khi loanh quanh ăn kem trốn Hồ Tây lần đầu, nhiều người không khỏi sửng sốt khi chứng kiến những ngôi mộ đã nhuốm màu thời gian lộ hẳn lên khỏi giữa lòng Hồ Tây. Tại đây, lâu lâu còn có người đem nhang khói, đổ lễ ra sát hồ mà cúng vái, hay đôi khi là cả những người bạo gan chèo thuyền ra tận những ngôi mộ đó để thắp hương, khiến cho ai nấy càng thêm thắc mắc về chủ nhân của ngôi mộ. Có người đồn rằng đó là ngôi mộ được táng dưới mặt nước Hồ Tây, theo tục thủy táng của tộc người xa xưa. Số ít lại mơ hồ cho rằng ngôi mộ còn sót lại kia thực ra là mộ của một tướng quân thời xưa, vì có công với nước nhà nên được chôn cất ở đó để cho xương cốt được mát mẻ. Thế nhưng sự thật thì nơi đây từng là nghĩa địa, và những ngôi mộ nổi lên kia chỉ là một trong số ít những ngôi mộ hiếm hoi không bị nước hồ nhấn chìm mà thôi. Bởi theo cụ Bùi Văn Thìn, người đã có hơn 10 năm làm trong ban di tích bảo tồn đền thờ thuộc làng Hồ Khẩu, quận Tây Hồ, trước kia Hồ Tây không rộng như bây giờ, chỗ mà có mấy ngôi mộ ấy xưa kia cạn nước, cả cái làng hồ này có người mất thì đều chôn ở ngoài bãi cả. Ngay như nhà tôi vẫn có 3-4 ngôi mộ không mang được lên, vẫn nằm ở dưới nước, chứ không phải là có vị nào có công có chức tước mới được chôn ở đó. Còn theo như ông Hồ Bá Hiền, trưởng ban sử họ Hồ toàn quốc, người bỏ nhiều công sức đi tìm mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương cho biết, xưa kia thì nghĩa địa Đồng Táo nằm bên cạnh chùa Kim Liên, cách chùa một đoạn không quá 300m, có nghĩa là hiện nghĩa địa này đang nằm dưới hồ. Hay mới đây nhất, một trong số rất ít người từng tìm ra tận các ngôi mộ giữa lòng Hồ Tây để kiểm chứng, đồng thời ghi hình lại. Trong video của YouTuber Hoàng Nam trong Challenge Me, hãy thách thức tôi, thì 3 ngôi mộ nằm cạnh nhau của một cụ ông và 2 cụ bà. Có vẻ như ngôi mộ này thỉnh thoảng vẫn được chăm sóc nên vẫn có hoa và hương thờ tại đây. Và tiếp theo là một câu chuyện bí ẩn liên quan đến việc trấn yểm Hồ Tây. Thứ tư, thực hư chuyện pháp sư Trung Quốc mất mạng vì cố trấn yểm Hồ Tây. Nhắc đến trấn yểm là lại nhớ tới giai thoại cách đây hơn 1.200 năm, mà cụ thể là vào thế kỷ thứ 9. Khi ấy, có viên tướng tài nhà Đường Trung Quốc tên là Cao Biền, nổi danh là một phù thủy, giỏi thuật số, thông địa lý, thường cưỡi diều giấy bay trên không trung để yểm các nơi thắng cảnh, dùng thần quyền và tâm linh nhằm diệt trừ nước Nam ta. Tương truyền khi ấy, Cao Biền sớm đã nhận thấy vùng đất mà về sau là kinh thành Thăng Long có vượng khí cực thịnh, nên gọi đây là nơi đệ nhất đại huyết mạch, đế vương quý địa. Trong đó thì vị trí trọng yếu nhất chính là Hồ Tây, cái rốn trung tâm của Long Mạch Thăng Long. Nhưng kỳ lạ là dù ông ta cố công chủ yểm để tận diệt hiền tài của đất Việt thì vẫn lực bất tòng tâm. Chưa dập tắt mưu hèn kế bẩn thì vào ngày 11 tháng 9 năm 1955, Trung Quốc lại một lần nữa lập mưu trấn yểm Hồ Tây. Theo lời kể của những cụ cao niên sống lâu năm tại Hồ Tây kể lại rằng, hôm đó là một chiều thu nắng đẹp, Trung Quốc cử một đoàn văn công sang thăm và biểu diễn ở Việt Nam. Nhân dịp này xin vãn cảnh Hồ Tây bằng thuyền, nhưng thực chất là âm mưu hủy đi long mạch rồng thiêng tại nơi đây. Và các bạn biết rồi đấy, đến phù thủy trấn yểm Cao Biền năm xưa còn phải bó tay bó luôn cả chân, thì dăm ba nhà công Trung Quốc sẽ làm nên chuyện gì đây? Và cái kết là khi một trong số 4 người trên đấy định thả mấy thứ lá bùa màu vàng hay một thứ gì đó tương đương xuống hồ, thì bất ngờ một thác nước lớn từ dưới hồ bật lên và nhấn chìm cả thuyền lẫn người. Khi ấy thì các cụ đồn là đại tướng Trần Hưng Đạo đã hiển linh, quật chết lũ người có ý định xấu. Trong đó thì có 2 nghệ sĩ nổi tiếng Trung Hoa là cô đào Khương Nãi Tuệ và cây sáo đình đám Phùng Tử Tồn. Nhưng có vẻ thất bại của Cao Biền trên đất Nam và cái kết của 4 nhạc công trên thì vẫn chỉ đủ để dập tắt ý đồ xấu của Trung Quốc. Nên theo một số ghi chép ở đền An Thọ, Yên Phụ thì chỉ một năm sau, tức là mùa thu năm 1956, lại có một đoàn 9 cô gái văn công xinh đẹp chưa chồng đến biểu diễn trên Hồ Tây, đồng thời âm thầm chờ thời cơ yểm bùa. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì trời yên sóng lặng, bỗng cuộn trào sóng thần chưa từng có, nhấn chìm 9 cô văn công Trung Quốc. Trong khi rất nhiều người Việt Nam trên du thuyền xem biểu diễn lại không ai hề hấn gì. Càng kỳ lạ là Hồ Tây không bao giờ có sóng to như thế. Nhiều cụ đứng trên hồ để xem ca hát chứng kiến kể lại rằng cột sóng lúc ấy cao đến cả chục mét, dựng lên rồi úp xuống và cả đoàn ca kỹ Trung Quốc không ai còn mạng. Ngay sau đó, một số người đã lao xuống Hồ Tây để cứu vớt, dùng đến cả lưới để quét tìm 9 cô gái này nhưng không hề tìm thấy. 3 ngày sau, xác chết của 9 cô gái đó mới nổi lên trước cửa đền An Thọ, đầu hướng vào đền. Wow, đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu các bạn ơi. Mà nãy giờ, Vi Vu khám phá nhiều nơi rồi, các bạn đã đói hay chưa? Hãy cùng mình khám phá ngay những khu ăn chơi đỉnh của chóp nhất quanh Hồ Tây mà nhất định các bạn đến thì không được bỏ qua đâu nha. Thứ 5,
ăn sập Hồ Tây với những món ngon không thể bỏ qua. Ngày này những người anh em 29-30, các bạn có phải công nhận với mình là tại Hồ Tây không chỉ có danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà còn có đồ ăn rất chi là ngon hay không? Và nếu như bạn cũng là một người đam mê ẩm thực và đang tìm kiếm địa điểm ăn uống ngon bổ rẻ cho cuối tuần thì còn ngần ngại gì mà không đến ngay với Phủ Tây Hồ để ăn bánh tôm, gà tần lon ở Yên Phụ Tây Hồ, chân gà nướng Thụy Khê, nem lụi Yên Phụ hay bánh giò Cô Béo tại số 3 Thụy Khê Full Topping. Ăn một cái là no nê đã đời. Còn nếu như bạn là fan trung thành của phở Hà Nội thì quán phở gà phố Nguyễn Đình Thi ven Hồ Tây chính là một địa điểm ưu tiên số 1. Quán này dù chỉ mới mở có 3 giờ đồng hồ buổi sáng, từ 6 đến 9 giờ nhưng lúc nào cũng nườm nượp khách hàng. Thậm chí phó thủ tướng và nhiều quan chức cấp cao cũng là khách quen của quán trong suốt mấy năm qua. Uy tín chưa? Bên cạnh đó thì đừng bỏ qua đặc sản kem dừa Hồ Tây các bạn ơi. Ta nói bất kể mùa hè nóng chảy mỡ hay là mùa đông cắt da cắt thịt thì chỉ cần được cắn một miếng kem dừa full topping ú ụ thế này thì đánh bay mọi thời tiết. Ăn no xong rồi thì đi đâu chơi đây? Và chắc chắn rồi, công viên nước Hồ Tây chính là nơi dành cho bạn. Tại đây, bạn có thể thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát tại hệ thống bể bơi đa dạng như là bể bơi tạo sóng với những con sóng nhân tạo mang đến trải nghiệm đã đời không khác gì tắm biển. Rồi thì dòng sông lười, êm du, đưa bạn dạo bồng bềnh quanh công viên cùng với hàng loạt những trò chơi cảm giác mạnh như là trượt phao, trượt thảm, trượt ống, trượt đa làn, đu cáp treo hay là nhảy cầu vân vân. Kế đến là công viên mặt trời mới lại quy tụ những trò chơi trên cạn hiện đại với đủ mọi sắc thái như là vòng quay khổng lồ cho những ai không sợ độ cao, ngồi trên đu quay cao chót vót, tàu điện trên không cùng vô vàn những trò chơi thú vị khác như đĩa bay UFO, đoàn tàu Thomas, rồng thép Thăng Long, sóng thần, tàu hải tặc hay là đu quay bạch tuộc, đu quay hào hoa, đu quay xoắn, đu quay dây văng vân vân, các thứ đang chờ bạn khám phá. Và nếu như bạn là người đam mê sống ảo thì chắc chắn không thể bỏ qua được thung lũng hoa Hồ Tây với đa dạng các loại hoa đầy màu sắc trang trí thành những tiểu cảnh cực kỳ là bắt mắt nha. Hay chiều ra bến Hàn Quốc Tây Hồ ngắm hoàng hôn thì chưa phải biết. Và bên cạnh đó thì còn là chùa Trấn Quốc với 1.500 năm tuổi, chùa Võng Thị, chùa Vạn Niên, đền Quán Thánh hay phủ Tây Hồ vân vân. Quá trời là những địa danh tâm linh nổi tiếng để các bạn có thể ghé thăm. Wow, trời ơi, mới sung sướng nhiều đó thôi mà đã muốn lên đồ đến Hồ Tây thẳng tiến rồi đấy. Và các bạn còn biết thêm những đặc sản hay những địa điểm độc lạ nào quanh Hồ Tây nữa thì nhớ comment bổ sung tiếp để mọi người cùng khám phá thêm nhé. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay một con quái vật vô cùng là kỳ lạ khiến ai nấy không tin là nó đã từng xuất hiện tại Hồ Tây. Thứ 6, thực hư về những quái ngư Hồ Tây. Các bạn thân mến, bên cạnh thế giới tâm linh đầy bí ẩn không dễ lý giải thì những câu chuyện ly kỳ về những con cá siêu khủng kỳ dị được người ta câu lên ở Hồ Tây cũng thu hút không ít sự tò mò của mọi người. Có thể kể tới như con quái vật khủng nhất tóm được ở Hồ Tây vào năm 1988 hay một con chấm đen lớn chưa từng có nặng tới 90kg. Ban đầu thì lúc chụp con quái vật này lên bờ, một số chị em đã góp ý là nên thả xuống hồ vì nghĩ rằng đây là con chấm ma, quái vật đã thành tinh. Nhưng mà 500 anh em thì vẫn quyết định xẻ thịt, chia đều cho cán bộ công nhân viên của công ty để ăn Tết. Cùng thời điểm đó, có rất nhiều những con cá với đủ hình dáng, màu sắc khác lạ cũng xuất hiện. Những con cá không có vảy hoặc vảy của chúng biến hình, đổi màu một cách đặc biệt. Thay vì màu đen, trên vảy của chúng lại xuất hiện những màu sắc sặc sỡ và thậm chí là bung nở như những bông hoa. Hay độc lạ Hồ Tây không kém thì là con quái ngư toàn thân có màu trắng, mõm dày giống cá heo này đây. Ui chà chà, toàn cá khủng thế này thì bảo sao mà ngày nào cũng thấy hội cần thủ vây kín Hồ Tây. Còn các bạn, bạn đã thử sức câu cá trên Hồ Tây bao giờ hay chưa? Chưa riêng mình là mình cũng thấy ghê ghê ấy. Cuối cùng là chuyên mục mà bạn nào cũng yêu thích. Thứ 7, hỏi hay trả lời ngay. Comment từ bạn Shelly, chị làm những bí ẩn về mang thai, hồi xưa em đoán được bố mẹ, nhặt từ bãi rác, rồi từ lá lách, từ cô nhi viện. Thật ra thì có rất là nhiều bạn bị trêu như vậy. Và ngay cả chị thì ngày xưa bị gọi là nhặt từ đống than ấy. Nhưng mà em đừng có buồn nha, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ cũng rất là yêu thương mình. Yến Nguyễn, em hỏi chị Kính Lúc TV nè, nếu chị có một điều ước thì chị sẽ ước gì? Mong chị cho em lên hỏi hay Kính Lúc trả lời ngay vào video mai, mong chị sẽ bình luận. Chị nói thật lòng nhá, nếu như có một điều ước thì chị mong muốn rằng là tất cả mọi người trên thế giới sẽ luôn luôn sống thiện lương để có một cuộc đời hạnh phúc và bình yên. An làm video hay quá đi, cả trường em đi đâu cũng coi An hết trơn ý. Lớp em có 40 đứa mà hơn nửa lớp coi và thích coi An rồi.
Thì rất cảm ơn bạn Big Fan, và chị cũng nhờ Big Fan gửi lời cảm ơn của chị tới những bạn trong lớp của mình nhé. Mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ, đồng hành và theo dõi Kính Nước TV thật nhiều hơn. Chúc cho tất cả các em sẽ luôn luôn chăm ngoan, học giỏi và thật nhiều may mắn. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau vi vu khám phá rất nhiều những bí ẩn ly kỳ thú vị và không kém phần bất ngờ liên quan đến Hồ Tây, một trong những địa điểm linh thiêng bậc nhất tại chốn Hà Thành cũng như là đất nước Việt Nam của chúng ta. Và các bạn cảm thấy bất ngờ nhất với sự thật nào kể trên? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, đừng quên dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.